Chào tất cả các bạn nha. Thì ở trên đây mình có hai cái bo nha các bạn, nhưng mà hai cái bo này nó là hoàn toàn khác nhau nha các bạn, cơ cấu hoạt động hoàn toàn khác nhau. Ở đây cũng là có thể coi như là một cái bo nguồn nha các bạn, nhưng mà bo này thì nó hoạt động toàn là nguồn xung hết, cho nên là cái diode ở cái bản thân cái diode bo này thì nó là diode xung nha, còn cái bo này nó là diode thường. Thì ở clip này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để mà phân biệt hai con diode xung và hai con diode thường, tại vì hai con diode này nó không có thể thay thế chéo cho nhau được nha. Tức là con diode xung các bạn, tức là cái con diode xung tức là bo vàng nè, các bạn có thể thay thế qua con diode này, nhưng mà ở bo nguồn, con diode ở bo nguồn này các bạn sẽ không thể nào thay thế vô cái bo này được. Thì ở clip này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để phân biệt nha. Thì mình cũng không cần kiến thức chi tiêu sâu xa đó các bạn. Đây là hai con diode mình nhổ ra từ hai cái bo mạch đây các bạn. Các bạn thấy cái hình dạng nó hoàn toàn giống nhau nha, nó không có một cái nhận biết như thế nào hết để mà mình biết được cái con diode nào là con diode xung, con nào là con diode thường nha. Thì cái cách tốt nhất á là mình sẽ tra cái thông tin của con này, thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để mà tra thông tin nó một cách đơn giản dễ hiểu nhất nha. Đầu tiên các bạn lấy một cái con diode bất kỳ, các bạn đọc cái tên mã của diode này. Thì cái camera chắc mình quay cái không có thấy cái số đâu nha các bạn, mình đọc luôn cho các bạn nè. 1N nha, 1N5408. Thì mình sẽ lên Google, mình cứ bấm diode luôn nha các bạn. Đây các bạn bấm giống như mình này, các bạn không cần bấm tiếng Anh gì đâu, diode nha. Đấy còn cứ bấm như thế này đi, mình nhập cái tên vừa nãy vào, in tên thân diode 1N nha các bạn, 1N5408 nha. Ok mình sẽ bấm tìm kiếm đây, và các bạn thấy không, nó sẽ lên luôn nha các bạn. Đây nó sẽ lên là một diode này là nó 3A 1000V nha. Thì khi đó lưu ý các bạn nhìn cái thông tin này. Đây thì nó hoàn toàn không có để diode xung đâu nha các bạn. Thì các bạn bấm vào đây là nó mua luôn các bạn. Đây mình bấm vào đây là sẽ mua luôn con diode này nha. Đấy thì nếu các bạn cần mua các bạn cứ mua thôi, còn nếu không thì các bạn cần lấy thông số của diode thì nó sẽ lên ngay luôn đây nè các bạn. Đấy cái thông số này mình ta cũng tương đối nha các bạn, nhưng mà đa số là chính xác, chứ còn cái thông số mà data của nó thì nó toàn tiếng Anh không, mà các bạn nào mà không có tiếp cận được thì nó khó lắm, cho nên mình hướng dẫn các bạn cách này là đơn giản nhất nha. Đây thì nếu mà không có để diode xung gì nha các bạn thì nó là diode thường nha. Mình kiểm tra cái con còn lại nha các bạn. Đây MUG nha các bạn, MU cũng 60 nha các bạn, 460. Đây, nó sẽ để luôn nha các bạn. Đây, bạn thấy không? Diode xung nha các bạn, MUG460. Đấy, thì rõ ràng là con này là con diode xung. Các bạn có thể thay thế cho cái bo này được. Đấy, cái bo này có cái con diode này mình nhỏ trong cái bo này nha. Đấy, vào con diode này các bạn có thể thay thế cho cái bo này được. Còn cái con diode này ngược lại thì không nha. Ở đấy là cách đơn giản nhất để các bạn tra cái thông tin con diode của mình nha. Còn một cách nữa là các bạn tra cái thông tin mà data của nó, thì nó bao gồm là tần số lấy mẫu, cái điện áp chống ngược đấy, mà con diode thuộc chủng loại nào, nói chung nó rất là phức tạp các bạn. Cho nên mình mà chỉ đơn giản là mình không có phải dành về cái điện tử này cơ bản nè, với lại các bạn chỉ muốn thay thế thôi, các bạn nên tìm theo cách của mình nha, mình đảm bảo các bạn là rất là nhanh luôn. Đấy đấy là cách đơn giản nhất nha các bạn. Thì các bạn có góp ý hoặc thắc mắc gì các bạn cứ để lại bình luận nha các bạn, mình sẽ bổ sung vào các clip sau này nha, hoặc là mình cải thiện clip nha các bạn. Nếu các bạn thấy clip ít thì hãy cho kênh một lượt đăng ký nha các bạn. Thì ok, nếu được kết thúc tại đây nha các bạn.